Sản phẩm đặc trị vi khuẩn nấm bệnh trên cây trồng Eventan 80SL. Ngày hôm nay, công ty Việt Nam Nông nghiệp sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm tuyệt vời này. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần chính, hạt chất của Eventan 80SL đó chính là Ninamycin 80g trên 1 lít và tiếp theo đó chính là công dụng. Đây là loại thuốc đặc trị vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng mới nhất hiện nay. Thuốc có tác dụng đặc trị hầu hết các loại vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng khác nhau, có tính tiếp xúc thấm sâu nên có hiệu quả diệt trừ trừ nấm bệnh nhanh chóng và hiệu quả kéo dài thuốc đặc trị các bệnh như sau thối nhũn thối trái thối rễ, sẹo trái và đốm lá vi khuẩn. Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng và liều lượng đối với từng loại cây trồng, quý bà con nông dân vui lòng gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí, hoặc bà con nào muốn mua hàng gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.